Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự cay đắng của Nguyễn Văn Thể, phải cảm ơn người đã quật ngã mình. Thực sự, những quan chức trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bị đánh bật ra khỏi chiếc ghế hoặc bị tống vào tù thì họ sẽ cảm thấy bất công. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết đã làm quan chức thì ông nào không ăn đây. Lương có đủ sống đâu mà. Ở Việt Nam, những người được cho là trong sạch thì người đó phải là cao thủ trong việc che đậy. Lương chủ tịch nước chưa tới 20 triệu đồng mỗi tháng. Lương bí thư tỉnh thì càng thấp hơn, nhưng người ta không màng đổ túi tiền để mua cho mình một chức vụ thấp trong bộ máy chính quyền. Và cứ như thế họ ngày một leo cao. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Được biết vào năm 2016, bà Châu Thị Thu Nga cũng đã từng thừa nhận trước đây bà đã bỏ ra tới 30 tỷ đồng, tức là tương đương với 1,5 triệu đô la thời điểm đó, để mua chiếc ghế tại đại biểu quốc hội hữu danh vô thực. Cứ như vậy mà suy ra những giá trị khác, những ghế mà có quyền lực thì dễ kiếm tiền, nên giá nó cũng khác. Dân gian có câu, tiền nào của đó. Thực ra, dùng từ mua ghế thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phản bác ngay. Tuy nhiên, họ lại thừa nhận quan chức của họ tham ô hoặc ăn hối lộ. Thực ra, mua ghế chính là hình thức hối lộ để được cất nhắc và mỗi chiếc ghế có giá trị của nó. Vậy nên, người nào làm chính trị giỏi ở chế độ này thì người đó phải biết dùng ghế để làm tiền và dùng tiền đó để mua chiếc ghế cao hơn. Mà đã làm ăn thì phải có lời, ngoài những đồng tiền bẩn mà họ dùng để hối lộ cho nhau thì họ cũng kiếm rất nhiều tiền để dành sau này. Cho nên, không doanh nhân nào kiếm tiền dễ bằng quan chức cả. Có điều là quan chức có nhiều tiền thì giấu chứ không khoe khoang ra. Vì ai ai cũng thế, nên việc ông Trọng bắt người này mà bỏ người kia thì luôn tạo cảm giác rằng họ bị đối xử bất công. Nhiều Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khi ra trước tòa thì cay đắng rằng nếu bắt ông thì cũng phải bắt lãnh đạo của ông. Ý ông ta ám chỉ là kẻ chủ mưu Lê Hoàng Quân, sao không bị bắt mà lại bắt ông? Bản thân ông Nguyễn Thành Tài bị bắt là không oan, tuy nhiên không bắt ông Lê Hoàng Quân là không công bằng cho ông Nguyễn Thành Tài. Đây là hình ảnh, dù bị quật nhưng ông Thể vẫn nói lời cảm ơn người đã quật mình. Trở lại câu chuyện của Nguyễn Văn Thể, ông Thể bị đá văng ra khỏi chiếc ghế, hoàn toàn không oan. Tuy nhiên người tiền nhiệm của ông là ông Trương Quang Nghĩa chưa chắc gì trong sạch. Vấn đề bốt bẩn đã hoành hành từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhưng người thì bị bắt, người thì hạ cánh lại an toàn. Át hẳn, ông Nguyễn Văn Thể cũng cảm thấy ông Nguyễn Phú Trọng đối xử bất công với ông. Đặc trưng của việc triệt hạ tham nhũng là đấu đá nội bộ, nên tùy phe mà hay bị hay không bị cho vào lò. Trước đây, ông Đinh Đa Thăng và Nguyễn Hồng Trường bị ông Trọng bắt bỏ tù với liên quan đến vụ án Út Trọng, trong đó Nguyễn Văn Thể cũng đã có liên quan, nhưng ông Trọng lại tha cho ông Thể. Nguyên nhân là lúc đó ông Trọng đang cần dùng ông Thể. Tuy nhiên, trong chính trị thì không có tình nghĩa. Khi cá nhân nào hết giá trị sử dụng thì sẽ bị đào thải, và hiện nay ông Nguyễn Văn Thể bị đá văng khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đầy quyền lực và lắm bổng lộc. Bị người ta vắt chanh bỏ vỏ, ắt ông Thể cũng chua chát lắm, nhưng vẫn phải nói lời cảm ơn trước những sự đập nát sự nghiệp chính trị của mình, bởi đơn giản đó là sự lựa chọn tốt nhất của Nguyễn Văn Thể. Hiện tại ông Thể chỉ mới bị loại ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng. Ông Thể hiện nay có hai ngả để đi. Một là nhà ông, hai là vào trại giam. Vì thế nếu không biết lễ phép thì việc ông Thể vào trại giam đoàn tụ với ông sếp Đinh Đa Thăng và đồng nghiệp Nguyễn Hồng Trường là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Quan chức của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ai cũng thích được tầng bốc, thích được nịnh hoa lót và thích được làm uy với cấp dưới. Việc ông Thể cảm ơn ông Trọng cũng để tôn cái uy của ông Trọng, nhờ đó mà có thể ông Trọng sẽ chiếu cố tránh cho ông khỏi nhà tù với chiếc áo sọc đỏ đen hoặc sọc trắng ghi đặc trưng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc trụ được bão nhưng có thể bị đổ sau bão. Giới thạo tin đang bàn tán xôn xao về số phận của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Số phận chính trị của ông Tô Lâm vẫn chưa được cứu vì ông chưa thể vào được tứ trụ. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 được cho là thời điểm chín mồi để phế truất ông Phúc,
nhưng rồi ông Tổng của ông Tô Lâm vẫn chưa thể làm được. Cũng có ý kiến cho rằng Hội nghị Trung ương 6 đến trong lúc ông Tổng chưa củng cố đủ hồ sơ để kỷ luật nhiều nhân vật lớn, nên cuối cùng chỉ phế truất được Nguyễn Văn Thể. Vấn đề đấu đá vẫn còn kéo dài nhiều hội nghị trung ương nữa, và vấn đề sai phạm của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã rõ, nhưng không hiểu sao ông Tổng lại không thực hiện ngay trong hội nghị trung ương lần thứ 6 vừa qua. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là hai vụ án rất lớn, thực tế cho thấy sai phạm trong chuyến bay giải cứu có liên quan đến ông Phạm Bình Minh. Ông Tổng mà khui mạnh vụ này thì thế nào ông Phạm Bình Minh cũng sẽ bị dính. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng làm gì cũng rất cẩn thận, khi chưa chắc chắn 100% thắng thì ông chưa làm. Những người từ bên trong nói như vậy. Cũng bởi vì tính đó mà tại kỳ họp Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Trọng cũng chưa ra tay. Dân tình thì cho là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh thoát, nhưng giới thạo tin thì không cho rằng hai ông này thoát. Chẳng qua ông Nguyễn Phú Trọng đang cho chậm lại một bước để thực hiện việc phế truất cho chắc ăn hơn. Dù sao thì ông Tô Lâm cũng còn thời gian 3 năm để tranh đoạt chiếc ghế chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đã vốn không thông báo công khai việc bắt bớ trong kỳ họp Hội nghị Trung ương. Mặc dù vậy, sau Hội nghị Trung ương thì ông lại cho Tô Lâm xua quân đi khắp nơi bắt người. Hàng loạt quan chức, cựu quan chức đã xa lưới pháp luật, mặc dù Hội nghị Trung ương kết thúc chưa đầy 2 tuần, đã có một cựu ủy viên Trung ương Đảng phải vào lò. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc trụ vững xem như ông đứng vững trước bão. Tuy nhiên, đứng vững trong bão không có nghĩa là đứng vững sau bão. Cũng có những người ví von, bão nổi lên làm cả cây cổ thụ lung lay, dễ là mất liên kết với đất, nên sau bão đôi khi cây không sống nổi, mặc dù nó chưa bị chóc gốc trong bão. Và họ đã cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đang rơi vào tình cảnh như thế. Với thời gian 3 năm nữa, ông Tổng, ông Tô Lâm cứ tìm cách đẩy ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế, thì thế nào sự nghiệp chính trị của ông Phúc cũng chóc gốc. Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định ủy viên Bộ Chính trị 5 năm giữ một chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ là một tối hậu thư buộc ông Tô Lâm phải chạy đua với thời gian. Phải chạy đua thì nhiệm kỳ sau mới ở lại Bộ Chính trị tiếp tục, vì ông Tô Lâm đã quá tuổi. Điều đang nói là chỉ có tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt là lại chiếc ghế sau 65 tuổi. Suất đặc biệt trước đây ông Tổng Nguyễn Phú Trọng đã tự tạo ra cho bản thân ông, và điều này cũng sẽ làm cho ai ở trong nhóm tứ trụ như quá tuổi cũng được hưởng lợi theo. Như vậy là những ai là ủy viên Bộ Chính trị có nguy cơ nghỉ hưu vì tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thì tìm cách này hay cách khác chen chân vào tứ trụ. Mặc dù vậy, vị trí tứ trụ là đỉnh cao nhất trong hình tháp quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên vào đấy không dễ gì đạt được. Ông Nguyễn Xuân Phúc đó là ủy viên Bộ Chính trị 3 nhiệm kỳ, và đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông Phúc ngồi ở tứ trụ, nên dù trong Chủ tịch nước là có chân trụ yếu nhất thì cũng không dễ để đánh bật ông ra khỏi chiếc ghế này. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truất phế một trụ giữa nhiệm kỳ là rất khó. Tuy nhiên, với sự liên minh giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là hoàn toàn có thể được. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc trụ lại đến hết nhiệm kỳ xem ra là nhiệm vụ rất khó khăn đối với ông ta.